Rồi, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay giới thiệu với các bạn con này là BZ630. Con này thì quay nó rất là đẹp các bạn, rất là nét. Cái video nó là nó cái máy này nó có chống rung 50 ha. Thì đầu tiên thì chúng ta để pin vô là vậy. Đó, để pin vô này. Rồi muốn tháo ra thì kéo cái phá này xuống rồi lấy viên pin ra. Khi mình mở nắp máy thì nó sẽ tự mở nguồn nha các bạn. Màn hình sáng đẹp ha. Thì máy này nó cảm ứng. Cảm ứng rất là mượt ha. Con này nó chống rung mắt liếc nè các bạn. À, thấy cái mắt cái lens nó đảo đảo không? Đó. Gọi là chống rung mắt liếc ha. Cái nút zoom in zoom out ở đây nè, nút này là quay phim nè, nhấn cái là quay, nhấn cái là stop ha. Thì máy này nó có hỗ trợ, thì ví dụ các bạn muốn gắn mic rời thêm á thì có cổng cắm nè ha, mic in audio out. Rồi bây giờ mình nhấn ha, nhấn cái là quay nè. Đó. Thì khi mà nhấn á, là cái chữ Z này nó hiện lên nè, là đang quay đó ha. Rồi nhấn cái nữa là stop nha các bạn. Đó. Mình muốn xem lại thì nhấn ở đây nè. Màn hình nó cảm ứng hoạt động rất là mượt. Rồi cái shot mình quay lại nằm ở cuối cùng nè. Máy hoạt động tốt nha các bạn. Hoạt động mượt mà ha. Vô đây giữ rồi. Không ấy gì bắt cơ pháo đó, bắt pháo đó thì người ta hủ chút vô. Không thì đồ.
giấy cuốc đã nhiều, lưng 7-8 triệu vẫn ngồi livestream. Bắn nhau đá bóng xem phim, cú lên một tiếng cả team chơi cùng. Đêm đêm anh lại tiệc tùng, âm thanh ánh sáng đã bùng lên chưa? Độ này vẫn giống độ xưa, vẫn đợi donate vì chưa có tiền.